Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày món rau câu xoài. Món này để tủ lạnh mùa hè ăn mát miệng, mát lòng. Có thể xài đường hóa học hoặc đường cát không ảnh hưởng đến cái sự đông đặc. Trong các loại làm thạch á, thì trái cây mình thấy xoài là ngon nhất. Vị ngọt, vị chua vừa phải. Mình làm bữa nay thì mình xài cái bột Ega, rồi mình tạo cái hoa hồng. Mình làm là 9 cái hoa hồng như vậy. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cái cách của mình làm. Thì trước tiên á, mình so sánh hai cái loại bột cùng một hiệu, nhưng mà sau này á, họ dùng cái loại tiếng Anh á, rồi họ không có nói liều lượng. Nhưng mà thông thường á, thì 15 gram rau câu á, mình sẽ xài 1,5 lít nước. Lẽ ra là mình tính luôn cả xoài vô, nhưng mà mình thích là nó vừa mềm chứ không có là cứng quá đó. Xoài mình sẽ xài hai trái xoài này, mình gọt vỏ. Trái xoài này nó rất tươi, ngon, chứ không phải như bữa hôm trước mình xài hai cái trái xoài kia nó hơi héo quéo quéo quéo. Cái này thì mình cắt ra là được 400 gram, trừ vỏ trừ hột á. À, để cái trái đầu tiên mình cắt á, mình cắt không có sát cái hột lắm, cho nên nó cái độ dày của nó không có được dày lắm, làm hoa nó không có đẹp. Và khi mình cắt mỏng á, thì mình không có khứa dứt khoát, cho nên khi mà mình lấy ra từng miếng á, nó dính rất là khó. Các bạn để ý nha, mình nói để cho các bạn chú ý để khi mình làm nó dễ hơn đó. Nó dính như vậy mình phải khứa lại. Thành ra cái lần thứ nhì thì mình làm nó đẹp hơn. Và mình sẽ cắt sát vô cái hạt hơn. Khi mà xếp cánh hoa, các bạn nhớ là đừng cho cái cánh hoa nó song song với nhau. Nó không có giống cái hoa hồng. Mình để nó, cái này mình để nó hơi cùng song song á. Song song cong. Mình để nó, ví dụ như chỗ mà nhô lên bên này thì cái chỗ kia nó cách nhau khoảng 45 độ. Thì nó sẽ đẹp hơn. Tay mình rửa sạch rồi nha. Bạn mà tay không những tay thôi, nhưng mà còn cái dao thớt rồi. Mình xài cái thớt trắng dơ gì là mình thấy liền. Tại vì cái xoài này mình không có nấu lên. Cái trái này mình chỉ đổ nước hơi nóng nóng vậy thôi, nước sương sà đó. Bây giờ thì mình cắt sát vô hơn thì nó dày hơn á, mà cẩn thận nó trơn, xoài nó trơn lắm, lạng bạn đứt tay như không. Bây giờ thì mình khứa nè, mình cứa qua một cái cho nó đứt rời ra. Nhưng mà khi đứt rời như vậy á, nó hay dính vô cái lưỡi dao á. Mình cứa cái mình siết rồi một cái là nó bị đứt thẳng luôn. Rồi bây giờ thì mình làm cũng để xen kẽ cái cánh hoa. Nhưng mà bạn chú ý, cái hoa hồng này nó có cái cần, nó có thể làm đẹp hơn bằng cách nào nữa không? Bạn thấy cái da tay mình ở ngoài nó cũng đâu có già dữ vậy, mà sao nhìn trên màn hình nó giống như bà già. Mà đúng ra mình cũng đã già rồi, 60 mấy tuổi mà. Đây chính là mình á, mình làm từ ở giữa cái trái xoài ra, tức là ở giữa thì nó cao hơn. Thì cái hoa hồng á, nó đi từ cao đến thấp, cái nhụy nó cao hơn cái cánh ở phía ngoài, nó hợp với cái tự nhiên hơn, và mình sẽ làm ra cái hoa nó đẹp, nó đi giống tự nhiên hơn. Các bạn thấy là không phải mình đi từ cái đầu cái đuôi trái xoài, mà mình đi từ cái giữa ra được 9 cái hoa như vậy, là 400 gram á, mình được 9 cái hoa. Rồi bây giờ thì những cái đầu mà dư đầu đuôi với mình cạo ở trong cái hột ra đó, thì được 100 gram, mình đem vô mình xay. Rồi lúc nãy á, thì mình ngâm ra cái bột Ega đó với lại 1,5 lít nước, rồi mình ngâm cỡ 30 phút, nhiều hơn cũng được. Thì mình bây giờ mình đi đem lên bếp mình nấu.
mình đổ vô 200g đường, mình khuấy cho nó khỏi bị xích ở dưới đáy nồi á. Bạn xài bếp thường, bếp gì, bếp ga, bếp lửa củi, bếp gì cũng được. Còn mình sẵn cái nồi Instant Pot thì mình nấu thôi chứ không có bắt buộc nha. Khi mà nó sôi lên rồi, mình thấy nó nổi sôi lên rồi thì mình hạ lửa xuống riu riu để cho nó khỏi trào, với lại mình cứ khuấy từ từ. Đến khi nào mà mình thấy cái vá mình kéo lên á mà nó không còn lấm tấm cái hạt bụi nhỏ 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 trên cái vá là coi như là rau câu đã tan ở trong nước hoàn toàn. Cái chịu khó là như vậy. Đó, bạn thấy nó vẫn còn á thì mình nấu, mình cứ khuấy tiếp. Rồi nó sôi trở lại thì mình vớt cái bọt nó ra. Mình tắt lửa rồi đó, coi như là mình nó hết nổi cái mấy cái bao nhiêu là bụi, tấm bụi ở trên cái vá thì mình vớt bọt này, mình bỏ cái bột này á, cái bọt chứ không phải cái bột. Cái bọt này á nó cũng đông nha. Mình cũng có thể ăn chứ nó cũng không có thể, nhưng mà nó mình muốn trong á thì mình bỏ nó đi. Chứ nó không phải là chất dơ gì. Nếu mà mình làm với lại dừa thì mình xài luôn cái bọt trắng nó cũng được. Bây giờ mình cho vô một muỗng vani, muỗng cà phê, mà bạn có thể xài cái tinh chất cà phê thì màu nâu nâu, còn mình xài cái đường vani, vani nó lộn cà phê. Mình tắt lửa rồi nhưng mà mình không đem cái nồi ra, mình vẫn để trong cái nồi cho nó ấm á. Bây giờ thì 100 xoài đó mình chế vô 4 cái vá này, mỗi cái vá mình cân rồi, mỗi vá này là 50g, tức là mình xài 200g nước rau câu này với lại 100 xoài đã khuấy đó, đã mà hồi nãy mình xay ra đó, trộn cho nó thiệt đều để khi ra cái lớp đó cho nó mịn á, chứ nó cũng dễ bị lục cục lòn hòn lắm. Xong rồi cho chắc ăn á, bỏ qua thêm cái rây. Rây này có hai mục đích, cái thứ nhất á là để cho nó mịn đều, cái thứ hai nữa là nó lọc bớt cái khi mình xay có thể nó vẫn còn cái sơ dừa, quay cái sơ xoài, mình quẹt hết xuống, tại vì xương xa nó còn nóng á, thành ra nó cũng không có sợ đông vậy lắm, mình làm vậy nó cũng vừa kịp à, nó quẹt hết xuống. Rồi mình cạo xuống ở dưới nữa, tại vì nó đặt ở dưới cái là nó không có rớt xuống. Rồi mình sẽ xài 100g nước cốt dừa, dừa đặc lắm nha. Đây mình bỏ cho nó microwave cho nó tan ra đó, cho nó đặc lắm. Cũng là xài 200g nước rau câu nấu như hồi nãy á, mình bỏ vô. Trộn cho đều rồi mình bỏ vô khuôn. Bạn có thể xài khuôn, một khuôn cũng được, nhưng mà tại vì mình làm mà chia ra một số người ăn tiểu đường á, thành ra mình một số thì cái khuôn kia thì mình xài đường hóa học. Khuôn này á thì nó ở dưới đáy nó túm, ở trên nó rộng ra, nhưng mình tính trung bình á là cỡ chừng 22 cm chiều rộng, chiều dài, rồi cỡ 18 cm chiều rộng. Cao thì cỡ 5-6 cm không quan trọng. Mình cái xoài này nó cũng thấp, mình cho một cái lớp xoài dưới đáy, rồi bây giờ mình tưới lên, mình lấy cái nước rau câu đó mình tưới lên, tưới thẳng vô cái hoa, tưới cho đến khi nào mà nó phủ cái hoa là cỡ 1 cm là được. Cũng tùy với cái số lượng này thì nó phủ 1 cm, chứ còn nếu mà bạn làm chung một khuôn á, thì nó có thể nó phủ nhiều hơn. Nó lớp xương xa trên mặt của cái hoa xoài này nó phủ nhiều cũng được, tại vì trong mà nhìn cỡ nào cũng thấy nó. Mình đổ không khéo thành ra nó bị bong bóng á, thì mình lấy cái vật nhọn nhọn mình đâm nó, hay chỉ đâm kinh quá, mình chích nó. Nó chích nó, cái nhiều khi nó cũng lì á, nó cứ lầm đôi ra, thì mình đẩy nó vô ở trong cái góc á,
Rồi cái bên kia cái lớp dừa nó cũng bắt đầu đóng màng rồi, bắt đầu cứng cứng thì mình chuyển ba cái hoa vô. Bên này thì nó còn hơi ít kia, mình phải nó hơi ít cái nước rau câu, thành ra mình đổ nó không có được phủ lắm, nếu nó phủ cao lên thì đẹp hơn. Đó, mình cũng đổ vô từ cái hoa đó, mình đổ đó mục đích là để cho nó cái chung quanh cánh hoa nó thấm hết đó, chứ đổ thẳng lên trên mặt dừa thì mình sợ nó lủng cái lỗ xuống, nó không có một cái lớp riêng biệt, nó hơi bị thiếu bạn thấy không? Nó hơi bị thiếu thiếu ở trên đó. Rồi như vậy bạn thấy đơn giản không, rất là dễ, là dễ dễ ăn ngon lắm. Muốn bỏ thêm hương vị gì thì tùy các bạn, có thể thêm chất béo, mình xài thêm kem hay là cái gì cơ mà mình thêm vô. Hương vị thì mình chỉ bỏ vào đây, cái cách đơn giản nhất mình cắt ra thì nó sọc sọc một bên. Cái này á, thì bạn có thể chưng nguyên luôn từng miếng từng miếng, nhưng mà to quá thành ra mình phải cắt cắt ra làm tư nữa. Một cái hoa vậy nó to quá, bạn có thể để chín cái hoa vô một hộp luôn thì cắt sát vô đó, nhìn cũng đẹp ha. Như vậy cái video để làm gọi là rau câu hoa hồng xoài ha, tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.